Chữ nhật. Sao chỗ này nhìn khác vậy? À đúng rồi, ba trái. Lên trên hả? Anh đứng ở trong đây nè, trong cái nhà vừa rồi á. Mời em bỏ chữ. Ngay vô nhà đi. Nhà nào nhà đây á? Ừ, này cho mặt này. Gọi cho anh. Anh vô nhà đi, không mấy đó. Chết thôi chứ làm gì? Chết rồi respawn lại thôi. Rồi má.